Tịnh Hồ Sung 54 tuổi vẫn phong độ nhưng quyết tâm chay tịnh. Cùng người anh Lữ Tụng Hiền, dân cư mạng đều hết sức bất ngờ vì đã lâu mới thấy sự xuất hiện của chàng lãng tử Lệnh Hồ Sung. Mặc dù đã bước sang tuổi 54 nhưng Lữ Tụng Hiền vẫn rất phong độ và hấp dẫn. Sự nghiệp xuống dốc sau vai diễn kinh điển. Trong mắt khán giả, Lữ Tụng Hiền vẫn luôn là đại sư huynh Lệnh Hồ Sung mà mọi người quen thuộc trong phim Tiếu Ngạo Giang Hồ năm 1996 do đài TVB thực hiện. Với sự hợp tác cùng Lương Bộ Linh, tài tử được giới chuyên môn đánh giá là nam diễn viên thể hiện vai Lệnh Hồ Sung xuất sắc nhất trong các phiên bản. Nam diễn viên sinh năm 1966 đã thể hiện rất đúng với yêu cầu của nhân vật. Đó là khí chất lãng tử, lang thang phiêu bạt, coi bốn biển là nhà, giang hồ đều là bằng hữu, đặc biệt là sự si tình đến tận cùng khiến cho bao fan nữ phải rung động. Lữ Tụng Hiền là vai Lệnh Hồ Sung kinh điển nhất trên màn ảnh Hoa ngữ. Khi Lữ Tụng Hiền vừa gia nhập làng giải trí, anh đã được Trần Bá Cường, người quản lý của Thành Long, mời ký hợp đồng diễn viên. Ngay bộ phim điện ảnh Đầu Tay Quyền Vương, Lữ Tụng Hiền liền đảm nhận đóng nam chính. Nhờ bộ phim này anh đã được đề cử tranh giải nam diễn viên triển vọng của liên hoan phim Kim Tượng Hong Kong. Năm 1990, Lữ Tụng Hiền ký hợp đồng với ATV và đảm nhận vai chính trong nhiều bộ phim đạt tỷ suất rating cao, lượng thu sóng truyền hình. Năm 1995, Lữ Tụng Hiền chuyển sang đầu quân cho TVB, nhờ vai Lệnh Hồ Sung trong phim Tiếu Ngạo Giang Hồ, anh bước lên đỉnh cao sự nghiệp. Sau thành công của bộ phim, những tưởng sự nghiệp của Lữ Tụng Hiền sẽ nở rộ. Tuy nhiên, anh không tạo được dấu ấn nào đáng kể trên màn ảnh. Thậm chí, Lữ Tụng Hiền chỉ được giao các vai phụ trong phim của đài TVB. Sự lu mờ đáng ngạc nhiên này được cho là xuất phát từ bản thân Lữ Tụng Hiền, không muốn hành xác chỉ vì tiền và danh vọng. Nam diễn viên chia sẻ, tôi cảm thấy có lẽ là do tính cách của mình. Tôi khá lười biếng. Đoàn phim muốn tôi làm việc đến kiệt sức, không ăn không ngủ để đóng phim. Quá trình này tôi đã từng trải qua nhưng bây giờ không thể tiếp tục làm vậy. Năm 2007, Lữ Tụng Hiền kết hôn với Hồng Nhan Chi Kỳ lớn hơn, 5 tuổi là ca sĩ Mạch Cảnh Đình. Hai người chỉ chụp ảnh cưới, không tổ chức tiệc cưới. Cặp đôi chỉ làm nghi thức kết hôn đơn giản ở một nhà thờ nhỏ mà họ vô tình gặp trong chuyến đi du lịch biển. Sau đó, Mạch Cảnh Đình trong một lần tai nạn đã mất đi khả năng làm mẹ. Tuy nhiên cặp đôi vẫn sống với nhau hạnh phúc dù không có con cái. Giảm ham muốn ân ái, ăn chay trường. Lữ Tụng Hiền cùng người đồng nghiệp là Hà Bảo Sinh từng tu theo một sư phụ Phật gia. Tuy nhiên sau đó Hà Bảo Sinh đã lựa chọn con đường xuất gia, còn Lữ Tụng Hiền vì đã có vợ nên chỉ chọn lựa tu tại gia. Anh cho biết, từ khi còn nhỏ, cha mẹ anh đã ly hôn, vì vậy Lữ Tụng Hiền luôn khao khát một gia đình hoàn chỉnh và không chia lìa dù bất cứ lý do gì. Trước khi trở thành một Phật tử, nam diễn viên đã ăn chay. Tính đến nay, anh đã ăn chay hơn 20 năm. Còn trong Phật giáo, Lữ Tụng Hiền đã là đệ tử tục gia mười mấy năm nay với pháp danh Đốn Thánh. Lữ Tụng Hiền thích cuộc sống vô ưu phiền, tránh xa sự bon chen của làng giải trí. Năm 2015, Lữ Tụng Hiền có một vai diễn khách mời hữu nghị trong phim Liệt Nhật Trước Tâm. Trong đó, anh vào vai một người đàn ông đồng tính bởi cách diễn xuất chuyên nghiệp, đặc biệt là có cảnh hôn rất thật với nam diễn viên Đặng Siêu, khiến rất nhiều người nghi ngờ về giới tính của nam diễn viên. Nếu như không phải Lữ Tụng Hiền đã có vợ, thì hết thảy mọi người đều tin anh là người đồng tính. Bản thân nam diễn viên cũng thừa nhận, sau khi vợ mất khả năng sinh con, anh càng không có ham muốn giường chiếu. Hiện tại, Lý Tụng Hiền đã rút khỏi làng giải trí. Phong cách sống của anh khiến rất nhiều người ngưỡng mộ, một tài tử biết tu tâm, tu đức, ăn chay và có trách nhiệm với gia đình. Ha ha ha, 问什么的说